10 phút báo dành cho người hay chia sẻ Phật pháp. Nhiều người có trong tay phương tiện công nghệ tốt như máy tính, điện thoại để chia sẻ Phật pháp, hay dù chỉ là một câu bình luận A Di Đà Phật cho nhiều người biết cũng mang lại nhiều phúc báo cho mình và cho người, nhưng lại không làm. Điều này thật là quá đáng tiếc. Có 10 phúc báo cho một người mà thường hay chia sẻ Phật pháp cho nhiều người biết là: 1. Khả năng về Phật pháp của người ấy sẽ ngày càng giỏi, xuất sắc và uyên thâm hơn. Trí tuệ tâm linh sẽ ngày càng khai mở, tăng trưởng. 2. Đạo đức, lòng thánh thiện, tâm từ bi của người ấy càng ngày càng rộng lớn. 3. Nếu tu chưa đắc giải thoát thì sinh ra kiếp nào cũng đều có duyên gặp được Phật pháp khi còn rất trẻ để tiếp tục tu hành. 4. Đi đâu, làm gì, ở đâu, lúc nào cũng có các vị thiện thần, chư thiên theo bảo vệ, giúp đỡ. 5. Đi nơi đâu, sống trong môi trường nào cũng đều gặp người tốt giúp đỡ, thương yêu, quý mến, thường gặp được thiện tri thức hướng dẫn. 6. Nếu giáo pháp Phật chia sẻ mà đúng chánh pháp, đúng nhân quả, đúng đạo lý thì người này được cái phúc là khó gặp tà đạo, tà sư, mà luôn gặp chánh pháp Phật để tu tập, tiến đạo. 7. Trong vị lai, người ấy sẽ có đủ phúc duyên để trở thành một vị giảng sư giỏi, thuyết pháp hay và được nhiều người mến mộ, kính trọng. 8. Tài sản, vật chất, cái ăn, đồ mặc luôn được đầy đủ mà không bị thiếu thốn. 9. Tâm hồn luôn được an lạc, bình yên, hạnh phúc nhẹ nhàng, khuôn mặt từ ái, phúc hậu, điềm nhiên. 10. Vào một kiếp nào đó, chắc chắn sẽ tu đắc đạo, an trụ niết bàn. Do đó, mọi người cũng thế, mỗi ngày hãy tập chia sẻ Phật pháp, hãy tập chia sẻ đúng chánh pháp, vì bố thí pháp là thù thắng nhất, là cho người chiếc phao, là vạch con đường để hướng chúng sinh đến với sự giải thoát, ngộ đạo. Nên công đức của người truyền trao thật chẳng thể nào nghĩ bàn tính đến được.